Đây là trang chủ của trang phần mềm trực tuyến cùng học của công ty Schoolnet. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô, đặc biệt là giáo viên tiểu học, nhóm các cái phần mềm công cụ mới hỗ trợ cho cái môn toán trò chơi rất thích hợp cho các cấp tiểu học. Đó là 7 cái phần mềm chúng tôi mới đưa ra. Hiện nay các bài phần mềm đều được đưa lên trang chính của cùng học, và các bạn nhìn thấy chúng đều được đặt cái tham số free, tức là hoàn toàn là miễn phí, và chúng tôi muốn cho các giáo viên thử nghiệm tất cả nhóm những phần mềm này. Đó là 7 phần mềm: tìm quan hệ số, toán đố, chọn số vào dãy, điền số vào dãy, chọn số vào bảng, điền số vào bảng, và luyện trí nhớ toán học. Và đây là những cái dạng phần mềm trò chơi rất là quen thuộc, nổi tiếng trong cái môn toán. Ví dụ như là toán đố là cái dạng trò chơi mà cái bài luyện rất đa dạng, với các cái chữ khác nhau, và học sinh sẽ điền đáp án vào những cái vị trí trống để mà giải bài toán. Cái dạng bài tập là chọn số vào dãy và điền số vào dãy là các cái bài luyện mà cho trước một cái dãy, sau đó học sinh cần phải tìm tiếp cái phần tử tiếp theo của dãy, hoặc tìm một phần tử còn trống ở bên trong dãy dựa trên cái quy luật của cái dãy đó. Tiếp theo là cái dạng toán là điền số hay cho số vào một cái bảng, cho trước một cái bảng gồm có 3 hàng và 3 cột. Cũng như vậy, có một số những cái ô mà còn trống, học sinh cần phải quan sát và điền giá trị số vào đó. Tất cả những bài tập đó đều là những bài tập đòi hỏi cái tư duy logic rất là vui và rất là phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Luyện trí nhớ toán học là một cái dạng bài mà học sinh cần phải lật tất cả các ô lên, nhưng mà cần phải lật hai ô mà liền nhau và giống nhau, như vậy là rèn luyện cái trí nhớ của mình. Thì tất cả những phần mềm này đều được thiết kế là công cụ, tức là giáo viên sẽ được quyền nhập toàn bộ dữ liệu đầu vào. Như vậy là một cái mô hình hoàn toàn mở mà đòi hỏi giáo viên phải tư duy, giáo viên cần phải suy nghĩ và dùng cái chất xám của mình để đưa đầu vào cho bài tập cho học sinh. Phần mềm chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài cái ví dụ như cái dạng toán đố chẳng hạn, chúng ta vào xem. Thì như vậy chúng ta sẽ phải giáo viên sẽ phải bấm nút này và chúng ta sẽ nhập dữ liệu đầu vào cho bài toán đố ở đây. Cái dữ liệu của bài toán đố là rất đơn giản, cho chúng ta xem thử một cái mẫu của nó. Thì nó gồm như sau, nó gồm là một cái dữ liệu đầu vào như vậy, nó gồm có nhiều bài. Mỗi bài như vậy là bắt đầu bằng dấu thăng và bên dưới là cái nội dung của bài. Thì với bài toán đố này thì đặc biệt là cái vị trí mà học sinh cần nhập dữ liệu vào là được nhập trong một cái dấu ngoặc nhọn như thế này. Thì như vậy với bài này thì học sinh sẽ phải nhập vào là 3.350.000, ví dụ như vậy. Cái này cũng vậy, cái việc nhập này có thể nhập bằng chữ bình thường, văn bản bình thường, hoặc nhập bằng công thức toán học LaTeX. Như vậy chúng tôi đã thiết kế sẵn cái bộ dữ liệu đầu vào này, và cái mô hình này giáo viên là người dùng chất xám của mình để đưa dữ liệu vào bên trong. Chúng ta làm thử cái đầu bài này. Nếu như đây là một cái đầu bài khi mà học sinh giáo viên đã nhập rồi và học sinh phải làm. Đây là một bài đố bình thường và đây là vị trí mà cần phải nhập đáp án vào. Chúng ta học sinh sẽ bấm vào đây và hiện cái học sinh nhập đáp án, ta lấy luận được như thế này. Và bấm đây. Sai rồi. Sẽ báo ngay là đúng hoặc là sai. Đó. Chúng ta có thể thoát ra hoặc là nhập lại cho đến khi đúng thì thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Thì đây là cái bài toán đố. Một cái dạng khác là cái bài tập mà nhập chọn số vào bảng. Tôi cũng như vậy, thì
thì cái dữ liệu mà đầu vào là các cái bộ bắt đầu bằng dấu thăng và sau đó là các cái dãy số, trong đó vị trí mà cần phải nhập vào, cần phải chọn là đánh dấu hỏi. Dấu hỏi này có thể nằm ở cuối hoặc là ở giữa dãy. Bên dưới là các đáp án. Đáp án đúng là có dấu 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 sao ở phía trước đáp án. Thì như vậy là dữ liệu giáo viên là người nhập vào và khi đó thì học sinh sẽ là người làm cái bài tập này. Đây là cái đề bài của nó ra đây. Học sinh sẽ phải nhập số này, đây là số học sinh sẽ quan sát và nhận biết đây là cái dãy liên tiếp các số tự nhiên lẻ và đáp án đây sẽ phải là 9. Người thường học sinh sẽ bấm vào đây và khi Đúng đó rồi. phần mềm sẽ hiện ra đáp án là đây là thông báo là đúng và đây là thiện bài tập tiếp theo. Như vậy hay là cái dạng bài là điền số hoặc chọn số vào bảng thì cũng như vậy, đầu vào của nó là một dãy những cái ví dụ tôi xin phép đây là một cái dãy gồm có 9 số và cũng như vậy học sinh sẽ điền đây điền điền giá trị vào cái bảng số này, có một cái ô là trống và học sinh sẽ phải điền đáp án vào đây. Thì nếu một sinh quan sát đây sẽ thấy ngay đây là một dãy số liên tục từ 1 đến 9 và đây là thiếu cái vị trí số, đây là thiếu số 2, vậy là 1 2 3 4 số điền đây là số 2. Ở đây cái việc điền có thể là điền là số chữ hoặc là điền đúng vào đây thì chúng ta có thể nhập công thức toán học bằng LaTeX vào đây. Chúng tôi để sẵn cái này rồi. Đó đây chỉ là số 2. Đúng rồi. Tương tự như vậy với những bài khác, thì đây là cái bài cái trò chơi là trò chơi là luyện trí nhớ chẳng hạn như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta nhập cái bộ dữ liệu vào thì cái bộ dữ liệu của cái trò chơi luyện trí nhớ này gồm như sau, là các cái mỗi bộ như vậy thì gồm có dấu thăng phía trên và bên dưới là sáu sáu cái hàng, mỗi hàng gồm có hai số, hai giá trị có thể là biểu thức hoặc là chữ hoặc là số. Thì hai cái giá trị này được coi là giống nhau ở trong cái phần mềm để ghi nhớ. Như vậy là tất cả giá trị này chúng ta có thể nhập tức cực toán học vào đây và đó chính là cái mô hình cái bài toán luyện trí và trò chơi luyện trí nhớ mà có ý nghĩa toán học. Học sinh sẽ phải quan sát ở đây và ở đây là do cái ví dụ như vậy chúng ta quan sát vào đây như là 4 chia 2 và 2 hai cái là giống nhau, 3 cộng 1 phải là số 4 ở đây, tôi tìm số 4 nữa đây tôi thấy 4 đây và cái này là 3 cộng 1. Như vậy là đây là cái bộ mát game mới mà chúng tôi đưa ra dưới cái dạng là công cụ. Trong tương lai chúng tôi sẽ có cái bài luyện mà là nội dung của những cái của những trò chơi này, nhưng mà trước mắt đưa ra đầu tiên là cái bộ công cụ đã dành cho giáo viên. Thì rõ ràng đây là bộ công cụ rất là hữu ích cho giáo viên, đặc biệt giáo viên tiểu học. Thật ra cái bài tập này có thể hoàn toàn dành cho cả cấp cho cơ sở, cho học phổ thông hay cho tất cả mọi đối tượng, bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng mà trước mắt chúng tôi thiết kế cái bộ công cụ này là dành cho các giáo viên trong nhà trường tiểu học.